Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Tử Vi Ngày Mới sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về con giáp phát tài trúng số độc đắc, tiền vàng ngập kho. Vậy thì con giáp nào có số may mắn trúng lớn giàu to? Nếu muốn biết chi tiết thì mời quý anh chị đi tìm hiểu ở phần nội dung chương trình. Còn bây giờ là tử vi tổng quan ngày mới. Mở đầu chương trình là thông tin tử vi tổng quan ngày 8 tháng 9 năm 2023, thứ 6 dương lịch. Âm lịch là ngày 24 tháng 7 năm 2023, là ngày kỷ tỵ, tháng canh thân, năm quý mão, tiết khí, bạch lộ, ngày trực thành. Theo lịch tiết khí, bạch lộ thuộc tháng 8, tức ngày kỷ tỵ, tháng tân dậu, năm quý mão. Hôm nay là ngày bảo quang hoàng đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Sát chủ và giờ Thụ tử, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Sát chủ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ và giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thụ tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay. Hôm nay tam hợp với tuổi Dậu và tuổi Sửu, lục hợp với tuổi Thân, xung với tuổi Hợi, hình với tuổi Thân và tuổi Dần, phá với tuổi Thân. Về ngũ hành niên mệnh, đại lâm mộc, hôm nay là ngày kỷ tỵ, tức chi sinh can, hỏa sinh thổ, là ngày cát, nghĩa nhật. Nạp âm đại lâm mộc, kỵ tuổi Quý Hợi và tuổi Ất Hợi. Ngày thuộc hành mộc, khắc hành thổ, đặc biệt người tuổi Tân Mùi, tuổi Kỷ Dậu, thuộc hành thổ, không sợ mộc, ngược lại nhờ mộc khắc mà được lợi. Ngày tỵ, lục hợp với Thân, tam hợp với Dậu, Sửu, thành kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hình Dần, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý. Tam sát kỵ tuổi Thân, Tý, Thìn. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Quý Hợi và tuổi Ất Hợi. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Ất Mão và tuổi Đinh Mão. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao: Thiên Hỷ, tốt thi ân phong bái, thưởng hạ, yến hội, thăng quan, nhậm chức, kết hôn. Nguyệt Tài, tốt di đồ, xuất hành, khai thị, khai thương, cầu tài, tạo táng, cát. Phổ Hộ, tốt cầu phúc, xuất hành, di đồ, gia thú. Tam hợp, tốt mọi việc. Sao xấu thì gồm có sao: Chu Tức Hắc đạo, kỵ gia thú, di đồ, phân cư, xuất hành, di cư, nhập trạch, an hương, tử tụng. Cô Thần, kỵ gia thú. Đao Châm, kỵ khởi công, khởi tạo. Đao Khảm Sát, kỵ châm cứu. Kim Đao, kỵ phạt mộc, khởi tạo. Trong đó có sao tam hợp là sao Đại Cát, có thể hóa giải một số sao xấu. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay. Trong ngày 8 tháng 9, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như châm cứu, phạt mộc, khởi tạo, di đồ, di cư. Hướng xuất hành ngày hôm nay đi theo hướng chính nam để đón tài thần và đi theo hướng đông bắc để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo khổng minh là ngày hảo dương, xuất hành thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng, làm mọi việc như ý muốn, áo phẩm vinh quy. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 8 tháng 9 năm 2023. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, chính tài giúp cho đường tài lộc của người tuổi Tý khởi phát, bản mệnh có thể sẽ gặt hái được nhiều tài lộc cho mình. Nếu là người làm văn phòng thì sẽ có người giới thiệu cho việc kiếm tiền ngoài luồng bằng chính tài năng của mình. Người làm kinh doanh có một ngày buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy hơn hẳn mọi khi.
Để phát triển nhanh chóng hơn, hãy xác định một mục tiêu cố định cho mình. Khi lập kế hoạch, bạn cũng cần phải nhìn vào thực tế nhiều hơn, đừng mãi mơ mộng những điều xa vời, không phù hợp với năng lực của mình. Vận tình cảm yêu đương của những người đơn bóng thì nhiều khả năng vẫn chưa tìm được cơ hội tốt do hung tinh tứ tuyệt. Chuyện tình duyên vẫn duy trì ở trạng thái tự nhiên và không hề gượng ép. Có lẽ vì vậy mà bạn hoàn toàn cảm thấy vui vẻ, dù vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Với những tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, hãy lắng nghe và tiếp nhận ý kiến của người khác nhiều hơn. Với những tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, có nhiều bất đồng với các thành viên trong gia đình. Với những tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức. Với những tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân. Với những tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, tài lộc dồi dào, công việc tiến triển thuận lợi, tinh thần phấn chấn. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 18. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, tam hợp nâng đỡ giúp cải thiện năng suất làm việc của người tuổi Sửu. Khó khăn không hề làm bạn chùn bước, mà ngược lại, càng khó khăn lại càng khiến bạn cảm thấy hăng hái, quyết tâm hơn. Nhân duyên trong ngày tốt đẹp, nhất là những ai đã có gia đình, vợ chồng hài hòa, thấu hiểu và chia sẻ mọi việc với nhau nên không khí gia đình rất đầm ấm. Mối quan hệ với các thành viên trong gia đình cũng rất tốt nên cần tăng cường trò chuyện để tăng thêm tình gắn kết. Tuy nhiên, tỷ kiên thì cho thấy tài vận trong ngày có phần giảm sút. Vận may về tiền bạc của bản mệnh không nhiều nên đừng trông chờ vào các trò chơi may rủi, kẻo mất nhiều hơn được. Ngày này nếu chỉ tập trung kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ thì tình hình được coi là tạm ổn, càng làm lớn càng dễ gặp rủi ro. Với những tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, cần phải làm việc hết sức cố gắng để khẳng định giá trị của mình. Với những tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, nhân duyên vượng, tình cảm tiến triển. Với những tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, cẩn thận khi đầu tư tiền bạc, kẻo bị thất thoát. Với những tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, thận trọng trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Với những tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, cần trò chuyện tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 39. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu vàng đậm tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, chính quan xoay mệnh, người tuổi Dần có nhiều cơ hội để thực hiện lý tưởng sự nghiệp của mình. Bạn mạnh dạn đưa ra nhiều ý kiến mang tính xây dựng cho sự phát triển chung của tập thể. Bởi tập thể có lớn mạnh thì bản thân bạn cũng được lợi. Cấp trên đánh giá cao tinh thần đóng góp này của bạn. Sự chủ động kết hợp với quý nhân phù trợ dễ mang đến nguồn tài lộc dồi dào và thỏa mãn được lòng tham của bạn. Hãy cố gắng hơn, đừng để sự bình yên xóa nhòa con đường may mắn của bạn. Tương hình thì lại khiến cho người độc thân có thái độ thờ ơ trong chuyện tình cảm. Bạn thích dành thời gian cho công việc hơn là quan tâm đến người khác. Chính vì vậy mà dù có được quan tâm hỏi han, bạn vẫn khá dửng dưng. Với những tuổi Giáp Dần, mệnh Thủy, cho thấy năng lực tài giỏi khi xử lý mọi nhiệm vụ được giao. Với những tuổi Bính Dần, mệnh Hỏa, cần trò chuyện tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Với những tuổi Mậu Dần, mệnh Thổ, khi tranh cãi cũng cần biết đâu là điểm dừng. Với những tuổi Canh Dần, mệnh Mộc, không nên ép buộc người khác làm theo ý của mình. Với những tuổi Nhâm Dần, mệnh Kim, cần chấp nhận khó khăn là một phần của cuộc sống. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 5 sao,
tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 65. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý anh chị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, thiên quan gây họa, con giáp tuổi Mão dễ bị mất phương hướng. Bạn sẽ nhận được một số lời khuyên mâu thuẫn với nhau trong ngày hôm nay. Và thực tế là càng hỏi ý kiến của nhiều người, bạn càng đau đầu hơn. Cách tốt nhất là tự mình lắng nghe những cảm xúc của chính mình để biết mình phải làm gì. Vận trình tài lộc ở thời điểm này khá thăng trầm. Tiền bạc thu về chưa được bao lâu thì đã gặp phải họa phá tài, khiến tiền của trong túi cứ không cánh mà bay. Nguyên nhân thất thoát có thể đến từ thói quen chi tiêu bừa bãi của bạn, hoặc cũng có thể do kinh doanh thiếu hiệu quả, đầu tư dễ thua lỗ. Trong quan hệ tình cảm, nhiều khả năng bạn sẽ cần đến những cơ hội để thể hiện sự quan tâm và chăm sóc cho nhau. Sự chủ động sẽ mang lại mối quan hệ tốt đẹp và khăng khít hơn bình thường. Với những tuổi Ất Mão, Mệnh Thủy, có những chuyện tưởng chừng đã thành thì lại phát sinh trục trặc. Với những tuổi Đinh Mão, Mệnh Hỏa, hãy sắp xếp lại công việc theo mức độ ưu tiên. Với những tuổi Kỷ Mão, Mệnh Thổ, có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn. Với những tuổi Tân Mão, Mệnh Mộc, có thể thua lỗ một khoản không nhỏ khi quá tự tin vào bản thân. Với những tuổi Quý Mão, Mệnh Kim, gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu tương lai. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 57 và số 44. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy, kiếp tài nhắc nhở tuổi Thìn, dù là người có địa vị cao đi nữa, hãy chú ý hơn khi muốn góp ý với ai. Đừng sử dụng những từ ngữ quá nặng nề gây tổn thương tự trọng của đối phương. Trên thực tế, những lời góp ý nhẹ nhàng sẽ đem lại tác dụng lớn hơn những lời nhức móc. Tài chính trong ngày không mấy khả quan, bạn không nên vội vàng trong các quyết định sử dụng tiền bạc. Đúng là đầu tư tài chính là con đường ngắn nhất để đưa chúng ta đến sự giàu có. Nhưng đã đầu tư thì phải chấp nhận có rủi ro. Vì thế mà tuổi Thìn hãy học hỏi và nâng cao kiến thức của mình trước khi đưa ra bất cứ quyết định đầu tư nào. May mắn tình cảm lại khá suôn sẻ nhờ có thiên hỷ. Con giáp này biết cách điều tiết mối quan hệ và không để cho mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình. Tình yêu của hai bạn được xây dựng trên niềm tin dành cho nhau thì sẽ luôn bền vững bất kể có điều gì xảy ra. Với những tuổi Giáp Thìn, Mệnh Hỏa, bạn sẽ gặp cản trở rất nhiều vì khả năng giao tiếp. Với những tuổi Bính Thìn, Mệnh Thổ, chớ nên để cảm xúc chi phối. Với những tuổi Mậu Thìn, Mệnh Mộc, hãy chú ý thái độ của mình khi nêu ý kiến. Với những tuổi Canh Thìn, Mệnh Kim, có khả năng tiến xa hơn trong tương lai. Với những tuổi Nhâm Thìn, Mệnh Thủy, phải cẩn trọng hơn trong các quyết định lớn về tài chính. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 80. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, thiên ấn giúp cho tiếng nói của bạn có sức nặng hơn, bạn nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh và nhờ thế mà có thể sớm đưa ra những quyết định phù hợp nhất. Tài vận trong ngày ở mức khá, việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi. Nhìn chung công sức lao động của bạn được đền đáp xứng đáng. Những ai theo nghiệp kinh doanh buôn bán cũng có một ngày bán đắt mua may. Chuyện tình cảm cũng có khá nhiều tin vui và dường như dễ gặp vận đào hoa. Vì vậy đây là tin vui cho những ai còn độc thân. Và đối với những ai có gia đình thì có thể tận dụng thời cơ tốt này để cải thiện mối quan hệ và tạo nền tảng gia đình vững chắc hơn. Với những tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, không lên mãi đi theo một lối mòn. Với những tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, không lên lý tưởng hóa mọi việc quá mức. Với những tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, nên giữ thái độ biết người biết ta. Với những tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, trách mắng ai đó không có lợi gì. Với những tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, hãy có cách sử dụng đồng tiền hợp lý. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 54. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy, chính ấn nhập cục giúp tuổi Ngọ có nhiều ý tưởng mới, phát huy triệt để tài năng mình có. Hầu hết các kế hoạch bạn đưa ra trong ngày đều nhận được sự đánh giá cao của tập thể và được áp dụng gần như ngay lập tức. Bạn đang cho thấy sự chắc chắn và vị trí không thể thay thế của mình. Cục diện tam hội mang đến cho người tuổi Ngọ những cơ hội về tài chính. Ngoài khoản thu nhập cố định thì khả năng cũng có thu nhập bên ngoài cao hơn thời gian trước. Có lẽ bạn đang có cơ hội để phát huy khả năng kiếm tiền và tận dụng tốt các cơ hội làm ăn may mắn của mình. Ngoài ra, bạn rất trân trọng mối quan hệ giữa mình và nửa kia. Chính vì vậy mà bạn luôn tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo ra kỷ niệm đẹp cho đôi bên. Mối quan hệ giữa hai bạn là điều khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Với những tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, tìm ra cách để khắc phục khó khăn. Với những tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, biết giúp đỡ nhiều người khác, cuộc đời bạn sẽ hanh thông. Với những tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, chinh phục được lòng tin của mọi người. Với những tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, đường tình duyên vô cùng rộng mở. Với những tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, nhận được sự giúp đỡ khi gặp khó khăn. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 71. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, tam hội báo hiệu cho người tuổi Mùi có một ngày làm việc hiệu quả. Chỉ cần bình tĩnh, xử lý công việc và trao đổi kinh nghiệm với mọi người thì bạn có thể giải quyết nhanh chóng tất cả mọi vấn đề. Hãy tin rằng kể cả những vấn đề hóc búa nhất cũng sẽ có cách giải quyết. Chuyện tình cảm nhìn chung tốt đẹp, bạn và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau. Dù đã kết hôn từ lâu hay đang ở trong giai đoạn tìm hiểu thì bạn luôn nhớ tới việc hâm nóng cảm xúc, tạo niềm vui bất ngờ cho người ấy. Tỷ kiên nhắc nhở con giáp này cần phải hiểu rằng không ai là người hoàn hảo, kể cả trong lĩnh vực mình có thế mạnh thì cũng vẫn có thể mắc sai lầm. Cứ cố chấp ngang bướng thì bạn sẽ còn mắc sai lầm. Do đó mong muốn là vậy, nhưng thái độ làm việc tốt mới có thể mang lại hiệu quả như mong đợi. Với những tuổi Ất Mùi, mệnh kim, sẵn sàng bắt tay vào mọi công việc. Với những tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy,
không lên mãi đi theo một lối mòn. Với cái tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, nên tận dụng lợi thế có sẵn để tính bước tiến xa hơn. Với cái tuổi Tân Mùi, mệnh thổ, vận trình tình cảm lên cao, vợ chồng thấu hiểu nhau. Với cái tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, đào hoa nở rộ, thu hút người khác phái bằng chính sức quyến rũ của mình. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 77 và số 83. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, thương quan nhắc nhở con giáp này nên tập trung hơn vào công việc. Đừng suy nghĩ quá lý tưởng về tình hình chung hiện nay. Khi mọi việc không được như ý, nỗi thất vọng trong bạn sẽ càng nhân lên gấp bội. Hãy bớt suy nghĩ viển vông, chấp nhận cả thất bại thì mới có thể đạt được thành công lớn lao. Tương phá nhắc nhở người tuổi Thân cần phải chú ý đến việc quản lý tiền bạc trong ngày hôm nay. Tốt nhất con giáp này không lên chi tiêu quá hào phóng và tránh nhẹ dạ cả tin, dễ mắc phải mánh của đối tượng lừa đảo. May mắn lục hợp nâng đỡ, người tuổi Thân rất vượng đào hoa trong ngày hôm nay. Nếu đã có đối tượng thầm mến và còn độc thân, bạn nên cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu về nhau kỹ hơn. Đã đến lúc bạn cần tìm một người cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Với những tuổi Giáp Thân, mệnh thủy, mối quan hệ tình cảm ở mức ổn định. Với những tuổi Bính Thân, mệnh hỏa, mở rộng các lĩnh vực làm ăn hợp tác. Với những tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, sự nóng vội chỉ càng khiến mọi chuyện rắc rối thêm. Với những tuổi Canh Thân, mệnh mộc, cố gắng vượt qua trở ngại thách thức. Với những tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, lắng nghe cảm xúc của chính bản thân mình. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 64. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu, vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, đường sự nghiệp của người tuổi Dậu rất hanh thông trong ngày được tam hợp che chở. Bản mệnh phát huy được tài năng và năng lực cá nhân, tỏa sáng trong công việc. Những nhiệm vụ khó, có tính thách thức khi giao vào tay bạn đều hoàn thành xuất sắc, sự nghiệp tiến triển mạnh mẽ. Trong chuyện tình cảm, những chú Dậu độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bạn mệnh có thể có tình cảm ngay với một đối tượng nào đó dù đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau. Thực thần nâng đỡ, tuổi Dậu có thể đón nhận một khoản tiền đầu tư kha khá đến từ bạn bè hoặc người thân thiết. Hãy đưa ra những quyết định chính xác và nắm chắc cơ hội làm ăn để không phụ sự tin tưởng của mọi người. Với những tuổi Ất Dậu, mệnh thủy, có đầu óc kinh doanh nhanh nhạy. Với những tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa, có cơ hội phát tài bất ngờ trong ngày hôm nay. Với những tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp. Với những tuổi Tân Dậu, mệnh mộc, công việc diễn ra thuận lợi, việc trao đổi bàn bạc đều đạt kết quả khả quan. Với những tuổi Quý Dậu, mệnh kim, nửa kia luôn sẵn sàng cùng bạn vượt khó khăn. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 82. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu, vàng đậm.
Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, kiếp tài gây rối thì người tuổi Tuất dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè và đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không được để quyền thế hoặc tiền tài che mờ mắt. Vận trình tài lộc không được suôn sẻ. Với những cố gắng của bản thân, nhưng nó không giúp cho vận trình của bạn đạt được như ý, nhưng cũng phần nào hạn chế được khó khăn trong thời gian tới. Tình cảm giữa con giáp tuổi Tuất và nửa kia của mình tiến triển tốt đẹp nhờ hồng loan. Riêng với những cô nàng chưa có chủ, bạn có thể phải nhờ cậy sự trợ giúp từ những ứng dụng hẹn hò hay lời giới thiệu của người thân. Với những tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, tin tưởng và luôn tâm sự với nửa kia. Với những tuổi Bính Tuất mệnh thổ, thận trọng với giấy tờ sổ sách. Với những tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, chịu thiệt một chút nhưng bạn lại vui vẻ hơn. Với những tuổi Canh Tuất mệnh kim, tránh xa cuộc chiến chia bè kết phái trốn công sở. Với những tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, vì quá sĩ diện nên dễ đánh mất nhiều cơ hội tốt. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 42. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, cục diện tương xung ảnh hưởng đến cảm xúc của người tuổi Hợi, khiến bạn dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực. Nếu đã là người trưởng thành, bạn nên học cách đối diện với những điều không mong muốn, đừng tìm cách đổ lỗi cho người khác. Vận trình tình cảm của bản mệnh không tốt đẹp, đôi lứa dễ xảy ra nhiều tranh cãi, đẩy cả hai ra xa nhau. Với người độc thân, dù bạn đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa có được điều mình mong muốn là tìm được một người chung bước. May mắn thiên tài nâng đỡ, người tuổi Hợi có thể phát tài nhanh chóng dựa vào vận may của mình. Có thể mối đầu tư trước đó của bạn đang có những bước tiến triển tích cực đến mức chính bạn cũng không thể ngờ tới. Với những tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, đào hoa kém sắc, tình duyên không suôn sẻ. Với những tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, nên có một khoản tích góp để đảm bảo cho tương lai. Với những tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, không nên tìm cách làm giàu bất chấp. Với những tuổi Tân Hợi mệnh kim, khi tâm bình yên thì chẳng có sóng gió nào làm lung lay. Với những tuổi Quý Hợi mệnh thủy, dù dư giả cũng có cách chi tiêu phù hợp, không tiêu xài hoang phí. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 55 và số 11. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển, trắng, xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 8 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.